chào quý vị. Đấy, hôm nay đi qua chợ Bình Tiên, qua quán ốc Kỳ Tâm đó quý vị. Thì ở bên đối diện quán ốc Kỳ Tâm có một cái quán ốc nữa. Xe ốc của Kỳ Tâm á, thì đối diện với xe ốc Kỳ Tâm có một cái quán ốc quý vị. Rất là nhỏ thôi. Đối diện Kỳ Tâm. Quán ốc Trang đây quý vị. Đây quán ốc của cô Trang nha. Quán ốc cô Trang ở chợ Bình Tiên trên đường Phạm Phú Thứ này. Cái xe của đường Phạm Phú Thứ ơi. Ngay đối diện xe của chị Tâm, bên kia là xe của chị Tâm, còn đây là cái tiệm trái cây của chị Hình. Đây nha quý vị, còn vô đây, đây còn nó còn chị Trang đây quý vị ơi. Con này có thái được không chị? À, đây là ốc móng tay ha. Em một cái này thái chứ. Ốc ở đây bạn sao ha chị Trang, cô Trang? Bán tùy theo dĩa em. Tùy theo dĩa hả? Dĩa 50, còn nghêu thì 30. Còn bạn thêm cua nữa đúng không? Cua nữa, ốc tỏi, ốc dừa đó em. Ồ, bạn đủ loại luôn ha bạn? Đủ loại. Bao nhiêu món tất cả? Chắc cũng khoảng mười mấy, hai mươi mấy món á. Hai mươi mấy món hả? Tiệm của mình lâu chưa? Cô Trang? Lâu rồi em, mười mấy năm rồi. Ồ, mười mấy năm rồi không? À còn trong này là chế biến ở trong này ha. Như cua thì mình làm món gì ta? Tỏi xào mè. Tỏi xào mè ha. Cái góc nhỏ đây quý vị. Còn cái xà lông là mình đang chế biến món gì ạ? Cái này là luộc anh. À xà lông luộc à? Cái này bao nhiêu dĩa anh? 50 ạ. 50 ngàn một dĩa. Rồi. Nông kèm với cái rau này là rau là gì nhiều quên tên nữa ta. Rau răm à, sao rau răm? Rau răm ăn với thường ăn với cái gì á? Cái vịt lòn á, hộp vịt lòn á. Bán vịt lòn luôn. Bán đủ món luôn ha. Anh cái máy lọc là mình bán giá sao anh? 50.000 dĩa không ạ? À, đồng giá 50.000 không ạ? Ốc, ốc này tùy con. Ốc đó tùy con, còn lại đồng giá 50.000. Đồng giá 50.000 hết. Rồi nha quý vị. Ốc hương mà cũng 50.000 ha. Ốc hương con to ghê ha. Cũng chỉ có 50 ạ. À. Đồng giá 50 ạ. Đồng giá 50 nha quý vị. Cái trứng cho cái người đẹp mới vừa vô kìa. Cái này là ốc nón này quý vị.
đây con ốc nói nhìn to ghê không quý vị? Không có, tôi nói nhiều, lấy ở đây là ý tôi dặn là nhiều. Thì một góc nhỏ thôi mà đông người ăn không? Quý vị có thấy không? Đông người ăn không? Sao em quay lên mặt luôn? Em quay đến với chỗ có tí là đúc lên. Dạ. Em là để nguyên con luôn. Dạ. Em phải em để nguyên con. Nguyên bán từ mấy giờ đến mấy giờ hai chị đang? Từ 12 giờ cho tới 5 giờ rưỡi 6 giờ em. Ồ dạ, 12 giờ đến 5 giờ 6 giờ. Bán 10 năm rồi là bán trước à thì chị Tâm? 10 năm rồi em, 15 năm rồi. À, bán trước à chị Tâm ốc bên này luôn? Trước lâu. À, chị Tâm ốc mới bán thôi đúng không? Tâm mới bán. Dạ. Yeah. Đây nha quý vị, đối diện cái sao của chị Tâm ở chợ Bình Tiên đó quý vị. 25.000. Bán đủ các món, một suất một phần là 50.000. 50, 30, 40. À, có 30, 40 nữa. Hai gói tỏi hả? 70. Tỏ nhỏ phải không? Em có tỏ nhỏ. Một gốc rất là nhỏ thôi quý vị. Cảm ơn em gái. Mấy năm nay ở Sài Gòn rồi. Ăn coi. Ông Dũng cũng đi rồi. Ông Dũng chắc qua heo quay đây rồi. Ok. Rồi cháu xe. Ok. Mua vào mua trứng lồn ăn cũng được, trứng lồn rất là ngon quý vị. Điệp nướng mỡ hành. À, sao điệp nướng mỡ hành. Wow, thôi xèo xèo luôn quý vị này. Đây lộ ơi. À, cái này phải nướng gần hơn ha anh. Gần nó màu chín hơn. À, màu chín hơn. Này mới đứng lửa lửa đó. Đây sao điệp bạn bốn người á, sao điệp này. Còn này hôm nay mới thấy con ốc chuông này quý vị. Bây giờ thấy con ốc chuông này, giờ mới thấy con ốc chuông này quý vị. Ồ, ốc này thịt nhiều ghê luôn này. Wow, đây là à vẫn làm thêm xào huyết ha, hai chị Hằng. Còn cua này thì làm món gì đây?
cua này làm đủ món, em xào me, răng muối, xào tỏi. Người ta không thích quay nữa. Chị nói người ta cho quay miếng đi. Nói ra bàn thì quay thành ba đẻ. Em không? Tao đâu biết đâu. Chị nói đi. Ba con tỏi bỏ vô hộp mềm cho mấy cơm ăn. Wow, đây ăn có trời nè. Không quay đây. Đây không thích quay đâu. Nóng mồm. Để chị tải. chỉ cần chị nổi tiếng là em có tiền về rồi. Rồi nha, xong đó rồi bỏ lên cái hồng này, rồi cắt nhỏ ra,
để cho nó dễ ăn. Phô mai là phô mai bò cười luôn, rất ngon này, hương vị này. Đây. Phô mai bò cười. Phô mai bò cười với giống với con sò sò và đây là con hàu nha quý vị. Nó ra nè, em thấy nhiều nơi họ tắt trước mà đúng không ta? Đâu có, mình nướng rồi phải dễ tắt. À, dạ. Chờ đây quý vị, chờ này chờ Bình Tiên nhé. Thấy hàng ăn vặt còn khá là nhiều. Bí quyết riêng tích cóp trong vòng gần 20 năm nghề bán ốc đây quý vị. Nhờ bán ốc nên chị Hằng với chị Hằng với em và chị Hằng với chị ta mua được mấy cái biệt thự. Cho em nhiều tóc mới chị, cho em nhiều tóc mới nha. Rồi rồi rồi, có cái đồ càng. Này mì giác xào mì gói, ốc giác xào mì gói. Ốc này là ốc gì ta? Ốc này là ốc khế. À, nhìn giống quả khế đúng không anh? À, hôm nay mới biết con ốc khế. Mình là cũng biết khá nhiều là con ốc rồi nhưng mà hôm nay mới biết là con ốc khế nữa. Hay ốc len xay dừa đúng không? Ốc này là ốc gì ta? Ốc này là ốc gì ta? Ốc dừa. Ốc dừa, à, ốc len sao dừa, còn bên này là ốc dừa. Có. Đây là không? Rất là nhiều loại ốc. Rồi có. Và bên này là sò lông nướng mỡ hành này quý vị. Vào sò lông mập thulu luôn ha. Đây đúng mùa của nó hay sao, nó mập ghê ha. Đây, xà lông bập ghê không quý vị? Cái này rắc thêm đậu phộng nữa thì ngon tuyệt vời luôn. Đậu phộng rắc lên trên nữa, ăn con xà lông rồi kèm với miếng đậu phộng thêm ít mỡ hành nữa, rất là béo và bùi, thơm, tuyệt vời luôn quý vị nha. Xứng đáng để thưởng thức. Wow. Cái này là ốc ốc lát hả? Ốc lát. Ốc lát nó ngon hơn ốc bu. Dạ đúng rồi, ốc bát nó chắc thịt hơn. Thịt nó chắc nó ngon hơn. Ốc bu quý vị.
ngoài luôn. Đấy, cùng thứ cho anh chị xem nữa. Về, có chuyện thì về nè. Đó lông là đẹp luôn á. Không về. Ớt mà có đồ phòng. Đây, có vị thấy không? Phải rắc thêm đồ phòng ăn, béo mùi lắm, ngon tuyệt vời luôn. Rồi, cảm ơn chị Nam. Cảm ơn chị Hằng. Rồi, em xin phép nha. Chúc chị mua máy bán đắt. Cảm ơn em. Dạ, rồi, lần sau có gái qua là tiếp tục quay, chia sẻ cho quý vị cùng xem nha. Đây, cái tiệm ốc ra đây quý vị này. Một góc nhỏ ở bên chợ Bình Tiên thôi, nhưng mà đã tồn tại gần 20 năm nay ở Sài Gòn ở đây. Quý vị có ghé qua đi qua thì ghé vào thưởng thức thử nha, bán rất nhiều loại ốc luôn. Trứng lồn cũng bán luôn, trong hộp vịt lồn cũng bán luôn. Hôm nay là mình đi quay ốc hoa sẻ để biết thêm các cái món ốc khác nhau nữa, nhiều món nhiều quả đầy ốc nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip, hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo.